Chiều nay, Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đã đến thăm Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Trưởng ban dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường trong công tác chuyên môn, xây dựng thương hiệu của một trong những trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mong muốn trong thời gian đến nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn đảng viên trẻ, góp phần vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục Việt Nam.